Ok, Xin chào tất cả các bạn quay trở lại với kênh của mình Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ lại tiếp tục hành trình mở thẻ bài Pokemon các bạn nhé Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ mở Palkia Vista Premium Collection các bạn ạ Mình mới mua hai cái hộp bài, một hộp là Dialga Vista Thì mình sẽ để cho video sau Và hôm nay thì mình sẽ, chúng ta sẽ mở hộp Palkia Vista này Cái Palkia Vista này hôm nay thì mình mua nó ở đâu đó trị giá là tầm khoảng 900.000 các bạn ạ, 900.000 một hộp. Và như mình có kiểm tra giá của ba cái thẻ bài này, bao V với lại bao Vista này các bạn này và một cái lá jumbo này nữa thì là nó rơi vào tầm khoảng là 150.000 rồi. Thì chúng ta còn 750.000 nữa các bạn ạ, 750.000 sẽ 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 phụ thuộc vào năm cái gói bài ngày hôm nay chúng ta có hai gói loss origin và ba cái chilling rain để làm sao mở ra được uh, nốt cái 750 000 nghìn Thật ra thì uh, khi mà mình làm video mình cũng không muốn nói nhiều về tiền đâu các bạn ạ. Chúng ta cũng không muốn nói nhiều về tiền uh, bởi vì uh, mở được cái hộp bài này ra thì cũng đã rất là vui rồi các bạn ạ. Chúng ta mở ra vui là chính đúng không? Nhưng mà mở ra mà uh, vừa được lá bài hiếm mà lại vừa có giá trị nữa anh em vừa có giá trị hơn là cái cái, cái 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 tiền mình bỏ ra thì niềm vui mới nhân đôi đúng không các bạn? <laughs> thôi, ok, bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu thôi các bạn ạ. Chúng ta sẽ không lan man nữa. Chúng ta sẽ bắt đầu mở hộp. Đợt này thì mình anh rất thích mở những cái hộp uh, premium collection như thế này các bạn ạ. Như các bạn có nếu như các bạn có theo dõi kênh của mình ấy thì, uh, thì 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 các bạn cũng biết là đợt mình có mở rất là nhiều những cái hộp bài, những cái gói bài Pokemon để săn lùng những cái thẻ hiếm. Tuy nhiên là uh, mở ra được thì không sao, nó vui, mà không mở ra được thì nó thiệt hại quá anh em. Bởi vì uh, những cái hộp đấy nó không không những cái sản phẩm đấy không có sẵn những cái thẻ bài giống như là như cái này anh em này. Đấy, chúng ta mua một cái sản phẩm như thế này thì chúng ta đã mặc định có hai cái lá bài hiếm này rồi. Một cái lá chambo cực kỳ đẹp để treo tường rồi thì tại sao không mở đúng không các bạn? Tại sao lại không mở những cái sản phẩm như thế này Mà phải mua những cái booster box làm gì Quá là đẹp luôn các bạn ạ À ở đây có cả cốt nữa Bây giờ trong tất cả những cái video của mình Thì mình sẽ cho anh em gun cái cốt nhé Các bạn nhé Để anh em nhập đánh cho nó sướng người Ô tại sao nó lại không thấy nét cái gì cả này À, được rồi Được rồi đúng không các bạn Ok Tự nhiên là sao mờ mờ Chắc là mình live buổi tối nên nó hơi mờ Mấy hôm nữa thì chắc là mua cái đèn cho nó sáng nha Palkia Vista các bạn ạ Quá là đẹp Có tối quá không các bạn nhỉ Ok chắc là như này được rồi các bạn ạ Anh em nhìn thấy cái viền của nó không? Đấy những cái anh em nào chưa biết nha các bạn chưa biết nha thì đây mới là thẻ bài real nhé Thẻ bài thật đấy các bạn ạ. Nói chung là những cái thẻ bài này thì nó nó không có giá trị cao cho lắm bởi vì mỗi một cái hộp các bạn biết gì, mỗi một cái hộp à Premium Collection này thì lại có những cái nó đã được in sẵn cái lá như thế này rồi thế nên là cái giá trị bây giờ thì nó không được cao cho lắm các bạn. Giá trị của cái thẻ này nó rơi vào tầm khoảng đã ba đô đấy còn cái lá lá này thì có trị giá là hai đô rưỡi các bạn này vi này đẹp nói chung là đẹp các bạn mình sẽ bọc nó lại cái đã các bạn nhá ok và đây là một cái lá jumbo đợt này thì mình cũng bắt đầu sưu tầm uh, tại sao nó lại không nét nhỉ các bạn nhỉ ok đợt này thì mình bắt đầu lại sưu tầm những cái lá jumbo như này rồi các bạn ạ nó rất là to nó rất là đẹp chắc chắn là sẽ có một lúc nào đó thì mình sẽ treo hết lên tường ở trong cái hộp collection này thì có một cái cái này gọi là, là pin chắc là để lên cặp thôi các bạn ạ cái này thường thường thì người ta treo lên cặp cho nó đẹp chắc là chả ai gắn vào áo đâu các bạn nhỉ cái này gắn vào áo thì có mà còn mà hỏng hết cả da chảy máu ấy đúng không em Bỏ nó ra Vista này thì để chơi game các bạn nhé Vista này thì để chơi game à, Chơi đấu bài chứ quên mất Ok chúng ta có 5 gói bài Pokemon 5 gói bài Pokemon Và trước khi mình mở 5 gói bài này ra Thì mình hy vọng là các bạn có thể bỏ ra Một ít phút để ấn vào mô tả video ngày hôm nay Trong mô tả video thì mình có để Những cái link cái group của mình mình đang phát triển để xây dựng cộng đồng lên thì trong đấy có link group Pokemon, Digimon, Dragon Ball, One Piece này rất là nhiều thì hi vọng là anh em cũng có thể tham gia và trong cái mô tả video thì mình cũng có để cái link shop của mình các bạn có thể mua những cái sản phẩm Pokemon chính hãng ở cái shop bên mình các bạn nhé còn bây giờ thì chúng ta sẽ mở 3 pack Chilling Rain và hai cái Lost origin bây giờ thì mình sẽ hạ cái màn hình xuống để cho nhìn nó phê các bạn ạ ok chúng ta đã có sẵn hai lá hit đây rồi hai lá gọi là hit bình thường thôi không phải hit kinh khủng cho lắm ok bây giờ thì chúng ta sẽ mở mở chilling green đi các bạn ạ. cái này gọi là nỗi đau bởi vì trong cái series này thì mình rất là thích cái con còn Galarian Mothres kèm nhỉ Thế nhưng mà rất là khó mở được ra các bạn, ạ. rất là khó mà hiện tại cái series này rất là ít rồi. Nhà phát hành uh, uh, hiện tại thì công ty đã có nghĩa là mình nghĩ là ngừng in cái series này rồi các bạn. ạ Sword and Shield. Hy vọng là anh em cũng có thể Sắp kênh cho mình nhé để đăng ký ủng hộ kênh để mình phát triển kênh ra nhiều video cho anh em xem cốt cho anh em nữa cho anh em cốt liên tục đăng ký kênh cho mình ok à, cái series này bốn một hai ba bốn có đúng không nhỉ quên mất rồi không đúng các bạn ạ. chết rồi quên mất rồi nó khác với cái series mới <laughs> Stini, Lion, năng lượng đúng rồi nó phải ngược lại các bạn ạ Polygon, Spherlix, Sneasel Snowverne. Heal, Tree Heal các bạn ạ. Chúng ta có một lá reverse thôi, không có cái gì cả. Chúng ta sẽ mở một Lost Origin các bạn nhé. Lost Origin, cái series Lost Origin thì mình đã mở được ra lá bài giá trị nhất luôn các bạn ạ. Đó còn Giratina nên là bây giờ có mở nó ra Giratina thì cũng vui thế nhưng mà mình rất thích cái con Galarian Moltres các bạn Mong muốn nó ra nhiều hơn nữa cơ Cái gì nhỉ à, Một này Hai này Ba này Bốn này Có đúng không nhỉ Đúng rồi Nó là như thế này Nhưng mà thôi các bạn ạ Cái đấy như kiểu trò trẻ con ấy Up, à, up à, bo mas -no. à, bo mas -no, các bạn à, mas -no. panic mas carbon clefire Likitang lekitang các bạn này lưỡi rất là lưỡi horsey shupet litvik mình thấy một cái gì đó đây rồi các bạn ạ hình như là chúng ta đã thấy một cái gì đó đấy là hít rồi các bạn ơi đó là một lá hít nhưng mà mình nghĩ là hít bé rồi Gudra Vistar Gudra Vistar 136196 mình sẽ kiểm tra à, các bạn có thể kiểm tra cái giá trị của thẻ bài này khi các bạn nhập cái mã thẻ này vào này 136196 lên Google các bạn nhé Còn các bạn muốn kiểm tra chi tiết hơn đấy thì mình sẽ hướng dẫn ở video sau chứ không nhất thiết phải Google đâu một đã Ủa... rồi sorry các bạn ạ bị rơi cái kêu <laughs> camera 196 Lá bài Vudra Vista này nó có trị giá là 30.000 các bạn ạ Hơn 30.000 tí gọi là 35.000 Khó nhỉ Nói chung là Cái hộp này nó cũng hơi bị đắt đi các bạn ạ Thật Cái hộp bài này nó cũng hơi bị đắt đấy chứ cũng không hề rẻ Bởi vì làm sao 900.000 Mà hiện tại là Chúng ta chỉ có 5 gói bài Pokemon thôi Thề nhưng mà được cái là năm gói của series cũ sau này những cái series cũ sẽ bày uh, cũ như thế này anh em này thì nó sẽ lên giá nó không giống như là cái series mới series mới thì hay mất giá lắm ok hy vọng là chúng ta có thể gỡ gạc một tí chứ không 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 đen quá thì chết dở ạ. thử đoán tí nhá, năng lượng hệ nước đi các bạn đúng không không phải các bạn Kakuna Patch to the peak này Hạt này Larvesta này Mình thấy một cái gì đen đen rồi các bạn ạ Hiện tại thì mình lại thấy một cái gì đen đen nữa rồi In cái rock, rock roof Rock roof Ghastly Ladyba Nếu như mà đen như thế này Thì chắc chắn lại là hit bé rồi các bạn ạ Abomasnow Calyrex VMAX Ok Thì như là cái thẻ này cũng Cũng có giá trị cao ấy chứ anh em Mình có Trước đây mình mở rất là nhiều những cái series cũ này rồi Thế nên là Cái cảm xúc nó nó nó, nó không được dâng trào nữa 198 Thế nhưng mà như mình nhớ không nhầm thẻ này cũng phải trên một, Không không phải trên 100 được các bạn Cái thẻ này nó cũng trị giá tầm khoảng 30 mấy, bốn mấy nghìn thôi các bạn ạ Ây da à. Các bạn nhìn thấy thẻ này có bị lệch không? Đây này thường thường ấy thì những cái thẻ mà nó có giá trị cao hơn kể cả là thẻ mới đi chăng nữa các bạn có mở. Ví dụ như các bạn có hai cái thẻ như thế này đúng không? Một thẻ nó 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 được nó không lệch, nó hai hai cái viền đen bên cạnh này các bạn nhìn thấy không? Một cái to và một cái nhỏ ấy thì nó làm cái giá nó làm nó không làm cái giá giá trị nó mất đi, tuy nhiên là cái giá trị nó không được cao bằng những cái thẻ mà nó nó có cái centering nó gọi là cái centering như các bạn cái độ chính xác của cái thẻ bài khi mà nhà phát hành nó in ra ấy thì cái, thẻ như thẻ có cái độ chính xác cao như thế thì nó sẽ có giá trị cao hơn các bạn ạ những cái thẻ như thế này thế nên là thẻ này hơi bị lệch cái này mặt sau thì các bạn có thể nhìn rõ hơn này cái chỗ này to một gió còn chỗ này nhỏ nhỏ ok kệ đi các bạn ạ ít ra thì chúng ta cũng mở ra được một hít bé hai hít bé rồi chúng ta mở được ra hai ít bé rồi 30 chưa phải là Tết đúng không các bạn 30 chưa phải là Tết chúng ta sẽ tiếp tục mở một gói Lost Origin đi một cái chilling rain cuối cùng thì mình sẽ mở cuối một cái cốt cho anh em này lost origin 1, 2, 3, 4 Nó là như thế này này các bạn này Năng lượng hệ lửa này Ui, lửa, đúng luôn các bạn ạ Đoán thế này mới là đoán này Machoki Gift Energy Slugma Clefairy Ipom Litwick Charizard Holy shit Shift Thề luôn các bạn ạ Charizard. Ôi mình không nghĩ thật sự cái cảm xúc của mình mở cái hộp này ra là xác định là là sẽ khó mở ra được những cái lá bài hiếm luôn các bạn ạ. Thế nhưng mà Charizard là một trong những cái lá bài hiếm. Mình nhớ không nhầm trước đó là nó có giá trị tầm khoảng 500.000 gì đấy thì mà không biết bây giờ có giá trị là bao nhiêu nữa. Để mình check lại xem như thế nào các bạn nhé. Thề luôn đẹp thật sự luôn. TG03 TG 03 tg 30 trừ tg 30 Uầy cái lá này tụt quá rồi các bạn ạ. À. Lá này tụt quá rồi. Nó tụt đẹp không anh em? Cái lá này hiện tại nó chỉ có 2 4 6, giỏi lắm 100.000 các bạn ạ. À. Thế nhưng mà nó đẹp Charizard anh em ạ Cái độ chính xác Cái con này thì nó có độ chính xác cao hơn cái thẻ kia các bạn nhé Đó Nhìn nó không bị lệch lệch cái gì cả Charizard Sao nó rẻ thế nhở Đợt này nó giảm giá Sao mà nó rẻ quá các bạn ạ Con này giỏi lắm 100 nghìn Chúng ta cứ gọi là 100 nghìn đi Hiện tại thì mở được ra ba cái hit bé thôi các bạn ơi Buồn thế nhở không bằng cái video trước đúng không các bạn video trước thì ối rồi ôi may mắn video này cũng may mắn nhưng mà chưa đủ các bạn ạ chưa đủ cho đến khi chúng ta mở gói bài cuối cùng này ra gói bài cuối cùng sẽ quyết định tất cả một cốt cho anh em để chúng ta bóp flag nào một này hai này ba này bốn này và đây sẽ là năng lượng hệ tâm linh đúng không tâm linh hai lần đoán trúng rồi các bạn ạ <laughs> chúng ta có thể đoán rất là giỏi về năng lượng thế nhưng mà mở thì không thấy hit to đâu cả ok à lucky energy này cast form này sunny này Athena, rock roof super dark trio và lá bài cuối cùng sẽ là tapufini các bạn ạ một lá holo tapu Fini. thế là chúng ta đã mở được hết cái hộp này ra và không được nhiều ít cho lắm các bạn chúng ta có ba lá bài uh, có gọi là hít bé quá là tiếc các bạn ạ mình đã không nghĩ là tại sao cái lá bài charizard này nó có thể tụt giá đến như vậy hiện tại bây giờ chỉ còn có 100.000 thôi OK, không sao cả các bạn ạ. À, mình cũng rất là vui vẻ khi mở được ra ít ra là ít ra thì chúng ta đã mở ra được một ít hít. Bởi vì làm sao mình mở năm gói bài mà chúng đúng không các bạn? Chúng ta mở ra năm gói bài mà đã mở được ra ba cái lá bài hít bé này rồi thì là OK rồi. Bởi vì chúng ta có hai cái lá cũng hít gọi là hít vừa phải chứ không phải hít lớn. Nói chung là với như những cái gì mà mình mở ra trong video ngày hôm nay thì rất là hài lòng các bạn ạ chúng ta sẽ mở được ra nhiều lá bài giá trị hơn nữa ở trong video tiếp theo các bạn nhé đấy chính là video mà mình sẽ mở hộp bài Dialga Visa các bạn ạ chúng nó là anh em thế nên là chúng nó sẽ bù đắp cho nhau còn trong video ngày hôm nay thì mình sẽ kết thúc tại đây các bạn ạ cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video này của mình và xin hẹn gặp các bạn ở những video clip sau